Rồi, chào anh chị và các bạn lại về chân Hùng xe hơi. Bên em hôm nay về hai chiếc lắc A, một chiếc màu trắng và một chiếc màu nâu cà phê như trên màn hình quý anh chị xem đây. Cả hai đều sản xuất năm 2019 và giá bán tương đương nhau. Màu trắng thì bên em đang chào 985 triệu đồng nhé. Và màu nâu thì hiện nay xe này bên em đang bán là 965 triệu đồng. Xe cá nhân, một chủ từ đầu và đều là biển Hà Nội. 2019 thì đi rất ít thôi. Trung bình bên em mua đa phần là đi một mỗi năm khoảng 1 vạn. Đó, xe này thì còn đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 cơ. Đấy, anh chị thông cảm giúp là showroom bày cũng nhiều xe rồi này, rất nhiều xe và cũng khá chật thì bên em không thể quay đầy đủ chi tiết được. Quay nhanh qua anh chị về nội ngoại thất này. Cửa ghế lái và khoang máy nhé. Anh chị nào có đúng cái nhu cầu mà cần xem trực tiếp về xe và đàm phán về giá thì liên hệ trực tiếp với ông Hùng qua hotline đang đính kèm trên màn hình nhé. Đây keo chỉ này, bên cửa lái này. Toàn bộ là còn nguyên nhé. Bên em mua thì cũng rất cẩn thận thôi, không là mua xe đông đụng cả. Và khách hàng mua xe bên em cũng được cam kết là không đông đụng, ngập nước và không bổ máy nhé. Màu trắng thì bên em có nội thất nâu đỏ, còn xe màu nâu này thì bên em là nội thất kem nhé. Giá loanh quanh khoảng 1 tỷ. Đấy, chúng ta thấy có được không ạ? Bác là cố thêm được một tí nữa ấy. Này thì em quay qua nhanh này. Bọn em còn có Lexus GS 2012, GS 350 2012, xe nhập khẩu Mỹ nhá. Đó, đẹp vô cùng luôn. Rồi thôi rồi, chung chuyên môn nhá. VinFast Lux A Duo. Quanh quanh tầm 1 tỷ. Đó, các bạn chọn xe nào mua xe mới như Camry Accord thì nó đắt. Mua Lux A thì tất nhiên là rẻ rồi. Mua Lux A lướt thì còn rẻ hơn.